tranh đấu vạn năm, tất cả mọi người đều là vì ta làm đồ cưới, cục này, các ngươi đã vào, cũng không cách nào vãn hồi. Hình ảnh quay về. Huyền Diệt Điện. Giang Mị Âm mắt đẹp nhìn Diệp Thần, nhàn nhạt nói, thật ra thì trước đây không lâu, Thái Thượng Thế Giới Đế Nhà Đế Lạc cũng đã tới. Diệp Thần ngẩn ra, chợt nói, Giang Điện Chủ, nhưng mà cùng Đế Lạc gặp qua. Trong đại điện, vắng vẻ trong phủ quanh quẩn Diệp Thần lời của, chỉ có hắn cùng trước mắt cái này làm người ta tâm viên ý mã cô gái. Gặp qua, kết minh. Giang Mị Âm một lời, Diệp Thần chính là nhất thời cảm thấy không ổn, đây cũng không phải là tin tức tốt. Đứa nhỏ, nếu như ngươi cũng có thực lực đó, tỷ tỷ không ngại cùng ngươi vậy kết minh, tiếp xúc thân mật một chút đây, ha ha ha. Giang Mị Âm nhìn Diệp Thần, ý nói chính là, người muốn kết minh, có thể có chút không quá đủ xem. Trước đây, đế nhà không tiếc mời tới toàn bộ đan vực tất cả cường giả chế thuốc, nhưng ở thời khắc mấu chốt kêu ngừng, người có thể biết đây là vì sao? Diệp Thần trong mắt vừa chuyển, hỏi ngược lại nói. Ác, xem ra tiểu đệ đệ ngươi biết câu trả lời. Giang Mị Âm đối với lần này vậy rất nghi ngờ, chẳng lẽ cái này luân hồi chi chủ đến, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đế nhà trong truyền thuyết đế ấn, hiện thế. Diệp Thần cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Giang Mị Âm vẻ mặt một lần, cái đó hư không mở mịt truyền thuyết. Lại là thật. Hơn nữa, đế ấn bây giờ đang ở. Mất đi điện, Diệp Thần ngón tay đưa ra, cuối cùng chỉ hướng một phương hướng. Thật không, Giang Mị Âm thời khắc này thanh âm hơi có vẻ mấy phần trong trẻo lạnh lùng. Năm đó đế nhà huy hoàng trình độ có thể không thua gì bây giờ vạn khư, mà đây đế ấn cực kỳ thần bí, thậm chí truyền thuyết đến từ chín thần thời đại. Đế nhà nếu có người phá vỡ đế ấn bí mật, đem sẽ đánh vỡ thái thượng thế giới hiện hạ cách cục. Mà nàng Huyền Diệt Điện, và đế nhà đã từng vậy có ân oán, có lẽ sẽ đứng mũi chịu sào. Một vị kia tiền bối đối với ta có ân, hôm nay bị đế phong hoa khốn tại mất đi trong điện, ta lo lắng, đế phong hoa sẽ đối với hắn ra tay. Diệp Thần sắc mặt nặng nề, lời nói này, hắn nhưng mà cũng không thêm dầu thêm mỡ, toàn bộ cho nhau biết. Hắn cố nhiên ở Thái Quân Phong Thần Bia viết xuống một nửa tên chữ, lấy được ban phúc, nhưng tu vi cuối cùng và những cường giả kia so sánh thấp một ít. Dưới mắt, tìm được đồng minh, không thể nghi ngờ là có lợi nhất. Thấy Giang Mị Âm đã có động tâm ý niệm, Diệp Thần tiếp theo phân tích nói. Đế phong hoa một khi thành công, vậy đế ấn lực lượng, có thể để cho hắn hiệu lệnh toàn tộc, thực lực càng sẽ đại tăng. Đến lúc đó, người cảm thấy Huyền Diệt Điện và mất đi điện ân oán, Huyền Diệt Điện còn có thể vững vàng đứng ở này. Giang Mị Âm nghe vậy run lên. Người nọ xác định ở mất đi điện, Giang Mị Âm lại hỏi nói. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, không sai, ta cũng là vì cứu vị tiền bối kia tánh mạng, cái gọi là, địch nhân kẻ địch, liền là bạn. Ta có một cái vấn đề, Giang Mị Âm trong lòng đã sớm chắc chắn liền Diệp Thần trong lời nói độ có thể tin. Giang Điện Chủ mời nói, Diệp Thần nói, Giang Mị Âm thần sắc phức tạp, lúc trước bộ kia mềm mị hình dáng lại nữa, người bây giờ là hay không có cơ hội đánh vào thiên huyền cảnh. Người chăm giả cảnh tầng thứ 9 thì có như thực lực này. Nếu như đánh vào thiên huyền cảnh, sợ rằng chiến lực sẽ càng kinh khủng hơn. Vũ Hoàng Cổ Đế và Vô Thiên muốn giết ngươi khó hơn. Diệp Thần lắc đầu một cái, còn có chút khoảng cách, thời gian ngắn căn bản không biện pháp đánh vào này cảnh. Thôi, Luân Hồi Chi Chủ, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng có một cái điều kiện. Giang Mị Âm nhẹ giọng mở miệng, nhìn về Diệp Thần. Ta giúp ngươi cứu người nọ, sau chuyện này, ngươi theo ta đi một chỗ, không cho phép hỏi. Không cho phép cự tuyệt, ta để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm như thế đó. Có thể hay không làm được. Đoan Nhiên tính tọa ở ghế thủ lãnh trên bóng người đứng lên, màu trắng như tuyết váy đầm dài múa, có một chút sát phạt ý thoáng hiện, Diệp Thần không nghi ngờ chút nào, nếu như mình cự tuyệt, người phụ nữ này rất có thể sẽ tại chỗ đánh chết mình. Giang Điện Chủ yên tâm, nếu là thành tâm giao dịch, ta tự nhiên thủ ước, không thành vấn đề. Diệp Thần lời nói tuy tới. Nhưng cảm giác được vậy như có như không sát ý, hắn thời khắc có thể cảm nhận được uy hiếp, đổi câu chuyện, cường thế nói. Dám hỏi điện chủ, chỗ đó, nhưng mà chết u tặng. Oanh! Chết u tặng bốn chữ lối ra ngay tức thì, một cổ bàng nhiên minh mông ý chí ngay tức thì đè xuống, mặc dù có luân hồi thánh hồn thiên hộ thể, Diệp Thần vẫn bị ảnh hưởng mấy phần. Thật là khủng khiếp hơi thở, xem ra ta đánh giá thấp nàng.
Diệp Thần luân hồi thánh hồn thiên hộ thể. Sau lưng tự do dực khí tượng lóng lánh, xua tan không rõ. Ngươi rốt cuộc biết chút ít cái gì? Giang Mị Âm giờ phút này giống như một tôn trong trẻo lạnh lùng tiên dáng trần tử, màu trắng như tuyết váy đầm dài lại là hiện ra hết lãnh đạm, thánh khiết không cho khinh nhờn. Diệp Thần con ngươi híp lại, không sợ hãi chút nào, tiếp tục nói, ta không chỉ biết chết u tặng, còn biết thánh kỳ trục cuốn. Hắn đang đánh cuộc mình phán đoán không có sai, đây là một chàng hào đánh cuộc, một khi thua, giá phải trả sẽ rất lớn, hắn đã biết đàn bà trước mắt này xương sườn mềm. Quả nhiên, cảm nhận được vậy cổ tràn ngập sát ý tản đi, Diệp Thần biết, mình thắng cuộc, quả nhiên là vậy thánh kỳ trục cuốn. Ngươi là như thế nào biết được? Diệp Thần nhún vai một cái, Giang điện chủ, rất nhiều chuyện vẫn duy trì một chút thần bí cái khăn che mặt tốt. Rút lui đi uy áp Giang Mị Âm hừ lạnh một tiếng. Đứa nhỏ, người thật đúng là một sẽ cầm nặn người yêu tinh. Giang Mị Âm thần sắc vừa chuyển, lại là khôi phục vậy ban đầu bất cần đời, mị ý tận xương hình dáng. Diệp Thần than thầm một tiếng, người mới là một yêu tinh, nhưng cái này nói hắn là tuyệt đối không dám nói ra miệng, chỉ là cảm tưởng muốn thôi. Vậy đế phong hoa tu vi cực cao, bất quá lúc trước một trận đại chiến, mất thân xác, giống như là một con chuột qua đường vậy cuộc sống ở dưới đất, nếu không phải vậy mất đi điện đại trận bảo vệ, ta tùy thời có thể bóp chết hắn. Bất quá, nếu muốn ẩn núp đi chỗ đó mất đi điện cướp người, còn phải sống người mang ra ngoài, nhưng mà không dễ đâu. Giang Mị Âm chậm rãi mở miệng. Diệp Thần con ngươi híp lại, cười nhạt, Giang điện chủ, khó đi nữa vậy được thử một lần phải không? Vạn nhất thật bị vậy đế phong hoa và đế lạc đắc thủ, nếu thời gian dài, thái thượng thế giới vạn khư vị trí đều có thể muốn đổi chủ. Nói cũng phải, dù sao cũng cho ra tay, còn không bằng mượn luân hồi chi chủ nghịch thiên khí vận thử một lần. Giang Mị Âm thuận miệng nói, Diệp Thần cũng là sững sờ. Đem ngươi những người bạn kia mang vào đi, hợp tác vui vẻ. Cùng lúc đó, mất đi điện. Một tiếng kinh thiên nổ vang. Nửa tòa cấm địa trong phút chốc thần quang cuồn cuộn, vô số hồng mang dâng trào gào thét, mười phần khủng bố. Điện chủ, cấm địa người nọ muốn xuất quan. Đế phong hoa trước người, một tên người làm hồi báo tin tức. Đi, đi xem. Hắn thân hình trôi giạt lướt qua, yên tĩnh trước đại điện, mơ hồ có từng tia tử khí tràn ngập, cái này cổ hơi thở, làm được hắn bên cạnh người làm đều là sắp nôn mửa. Cái này nhìn như náo nhiệt vô hạn mất đi điện chủ. Đã là từng bước đi về phía sinh mạng cuối. Mà tổ vô thiên còn có đồ đựng. Mà hắn, còn không có thích hợp đồ đựng. Mà cấm địa xuất quan thái thần, cùng là đế nhà người, lại chấp trưởng đế ấn, không thể nghi ngờ là tốt nhất đồ đựng. Trên trời dưới đất đều là lóe lên ánh sáng màu tím, cực kỳ chói mắt. Điện chủ. Bảo vệ trong bóng tối mấy tên mất đi điện trưởng lão thấy cái này mục uy nghi người trung niên, đều là khom người. Ha ha ha, trời không quên ta mất đi điện, đế thị nhất mạch có hy vọng phục hưng. Đế phong hoa khoát tay một cái, hướng về phía bên người mọi người và hú cười một tiếng, ở trước người của hắn cách đó không xa, vậy vỡ nát thành một phiến hoang vu cấm địa bên trong, dựng thân một đạo tử sam bóng người, đỉnh đầu lau một cái tử mang lóe lên, như là vương miện. Hô! Thái thần nhãn màu bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, nhưng rất nhanh chính là che giấu đi, thấy đế phong hoa cười gương mặt nghênh, hắn chính là hỏi. Ta đệ tử Chu Uyên thế nào? Đế phong hoa sắc mặt cứng đờ, làm lấy lệ nói chuyện này. Người bế quan thời gian, Chu Uyên và Huyền Diệt Điện người đụng phải. Thái thần sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng vẫn là chịu nhịn tính tình nghe xong đế phong hoa giải thích, thần bí thanh niên xuất hiện. Cái này Giang Mị Âm rất lợi hại. Đế phong hoa nhẹ khẽ gật đầu, đối thủ cũ, bất quá người thần bí nhân, nhưng là mười phần quỷ dị, cùng Giang Thiền Tử kịch chiến sau đó, Giang Mị Âm xuất hiện, người ta. Hắn ánh mắt chớp mắt, nói tiếp, bị nàng giết. Cái gì, thái thần ngực bên trong huyết khí cuồn cuộn, sắc mặt một hồi đỏ ửng, bị đế phong hoa để ở trong mắt, người sau mặt mũi khều một cái, hỏi, ngươi đế ấn, chưa hoàn toàn dung hợp. Ừ, trong sâu thẳm. Có một cổ lực lượng tựa hồ ở ngăn trở ta, đợi đến để tâm đi tìm, nhưng lại là tiêu tán vô hình. Thái thần cũng là mười phần bất đắc dĩ, lâu dài không có nghe được Chu Uyên tin tức, cái này làm hắn càng không cách nào tâm vô bàng vụ đi bế quan. Đây là ta mất đi điện quang thần linh gió tán,
ngọn nguồn có thể ngược dòng chín thần thời đại, mặc dù dược liệu không có thời đại kia khủng bố, nhưng cũng có tính tâm ngưng thần kỳ hiệu, ngươi ăn vào. Đế Phong Hoa đưa cho Thái Thần một cái bình tử, khí tức ôn hòa chỉ là liếc một cái, chính là làm người ta nhất thời cảm thấy thoải mái. Ừ, Thái Thần cũng không có cùng Đế Phong Hoa khách khí, thẳng tiếp nhận quang thần linh gió tán, chính là uống xuống, một cổ khí tức ôn hòa ở trong đan điền khuếch tán ra, xốp giòn cảm giác tê tê bồi dưỡng đáy lòng. Đế Phong Hoa cười ha ha một tiếng, yên tâm đi, Chu Huyên mặc dù bị thần bí nhân kia mang đi, nhưng bọn họ hẳn cùng Huyền Diệt Điện không phải một nhóm, nếu không cũng sẽ không cùng vậy Giang Thiền Tử đánh đập tàn nhẫn, sống chết tương bính. Ta đã để cho người theo dõi, một cái trăm già cảnh võ giả, Chu Huyên vậy tiểu tử cũng không phải ăn chay. Đế Phong Hoa tỏ ý Thái Thần yên tâm. Nghe được Đế Phong Hoa miêu tả, Thái Thần nhưng trong lòng thì nhấc lên ngút trời sóng biển. Hắn đầu óc bên trong hiện lên một bóng người. Diệp Thần. Trăm già cảnh tu vi, kiếm tu, vượt cấp chiến đấu. Ở nơi này thái thượng thế giới, trừ cái đó thiên tư yêu nghiệt, lực áp thế hệ trẻ luân hồi chi chủ, không có người nào nữa. Diệp Thần sẽ đối với Chu Huyên bất lợi. Cái này hắn đánh chết vậy là sẽ không tin, cái này Đế Phong Hoa đang nói dối. Diệp Thần cùng Chu Huyên hội hợp, Đế Phong Hoa không có gặp qua Diệp Thần. Có như vậy suy đoán cũng không quá đáng, nhưng vì sao không đến mất đi điện tìm hắn? Chẳng lẽ, cái này Đế Phong Hoa có cổ quái? Làm sao, người biết người thần bí nhân? Đế Phong Hoa thấy Thái Thần bỗng nhiên yên lặng, cười hỏi nói. Thái Thần trầm ngâm hồi lâu, nhưng là lắc đầu một cái, ta đang suy nghĩ, cái này Thái Thượng thế giới trẻ tuổi thiên kiêu ngược lại không thiếu, lại nửa đường giết ra một cái như vậy phá rối tới. Nhưng có thần bí nhân kia tin tức. Nếu có như thế trang tục chiến lực, nghĩ như vậy tất cũng không phải hạng người vô danh, ở nơi này thái thượng thế giới tìm hiểu nguồn gốc, tin tưởng hắn lưng cảnh không khó lắm cha. Đế Phong Hoa cũng là gật đầu một cái, mất đi điện các trưởng lão, có thể phái đi ra ngoài ta đã cũng để cho bọn họ đi thăm dò, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Người nọ đã như vậy hao tâm tốn sức bắt đi Chu Huyên, chắc hẳn vậy có mưu đồ, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy tính mệnh của hắn. Một có tin tức truyền tới, chúng ta lập tức hành động. Thái Thần thấy trước mặt nam tử hơi thở khá là rối loạn, trong lời nói lại là có một món tử khí ở lượn lờ, cũng là trầm giọng nói. Ngươi tình huống như thế nào? Ta không sao, ngược lại là ngươi, quang thần linh gió tản kỳ hiệu hẳn vô cùng hữu ích, ngươi nếm thử nữa một tí, có thể hay không luyện hóa đế ấn. Đế Phong Hoa khoát tay một cái, thấy Thái Thần yên lặng không nói, vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Hắn cũng là cười một tiếng, cái này Huyền Diệt Điện không đơn giản, nếu như lần sau ra tay, bằng vào ta một người lực lượng, căn bản không địch. Thái Thần khẽ vuốt cằm, xoay người hướng Đế Phong Hoa tiểu viện đi tới, ta đi ngươi nơi đó bế quan, có tin tức nói, nhớ thông báo ta. Thấy vậy bắt mắt Tử Sam biến mất ở cuối tầm mắt, Đế Phong Hoa ánh mắt che lấp, cười gần nói. Linh gió tán, có thể là đồ tốt à? Huyền Diệt Điện. Mới vừa truyền về tin tức, mất đi điện phái rất nhiều trưởng lão đi ra ngoài, giống như là tìm chút gì. Huyền Diệt Điện, được tôn là Hạc lão quần áo đen cụ già hướng Giang Mỹ Âm nói chút gì, đổi câu chuyện, nhưng là nhướng mày một cái, nhưng tựa hồ, càng giống như là ở. Diễn trò. Bất quá thời khắc này mất đi điện canh phòng trống giống, nhưng là thật, những cái kia lão già kia mặc dù cách mất đi điện địa giới không xa, nhưng nếu là hồi giúp đỡ, vậy cần thời gian. Hạc lão cũng là mơ hồ đoán được điện chủ cùng luân hồi chi chủ đạt thành giao dịch gì. Vậy thì phiền toái Hạc lão, đem những người đó kéo ở bên ngoài đi, hết sức cố gắng lâu một chút. Giang Mỹ Âm nhẹ giọng dặn dò, đối với cứu Diệp Thần nói người nọ mà nói, đây là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội tốt. Giang điện chủ, nếu nói hợp tác, ta cũng cho Huyền Diệt Điện các vị trưởng lão chuẩn bị một phần đại lễ. Trước đại điện, ta dương chiếu dọi xuống, Diệp Thần hình bóng kéo rất dài. Cho người một loại khó hiểu an tâm cảm giác. Ừ, giờ khắc này Giang Mỹ Âm, lại là mơ hồ bị Diệp Thần cái này cổ khí chất hấp dẫn, gương mặt đó bàng, tựa hồ trải qua mọi thứ chui luyện, mới biết lộ vẻ được như vậy thuần túy. Vèo, lau một cái lưu quang hiện lên, Hạc lão đầu óc bên trong, một màn hiện lên, cho dù là vị này thấy quen vô số sóng gió cụ già, cũng là cả kinh. Đây là giết thiên trận tự quyết. Luân hồi chi chủ đối phạm thiên thần công lĩnh ngộ lại như vậy khủng bố. Hạc lão một lời, một bên khác Giang Mỹ Âm cũng là ngay tức thì đờ đẫn.
Luân hồi chi chủ sẽ trận tự quyết, rất nhiều người đều biết. Nhưng phần lớn người không biết, Diệp Thần đã lấy được Thiên Quân Phong Thần Bia. Hắn đối Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết lĩnh ngộ, cũng đạt tới trước đó chưa từng có bước. T. Hạc Lão trước nhất kịp phản ứng, hướng về phía Giang Mỹ Âm nói, điện chủ, nếu như có trận này gia trì, vậy thì không đơn thuần là kéo lại. Lão phu tự mình ra tay, đem vậy mất đi điện tàn dư, toàn bộ chém chết. Giờ khắc này, tướng mạo xấu xí này quần áo đen cụ già, huyết khí cuồn cuộn, trong con ngươi sạch bóng phun trào. Luân hồi chi chủ, người ở trận tự quyết thành tựu sợ rằng đều phải gặp phải Vũ Hoàng Cổ Đế, ngươi là như thế nào làm được? Giang Mị Âm đối trước mắt cái này luân hồi chi chủ, đơn giản là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Vận khí mà thôi, Diệp Thần cười một tiếng, giải thích. Hậu sinh khả úy. Hạc Lão trong mắt nhìn về Diệp Thần, nhàn nhạt thổ lộ bốn chữ. Gần đây lời bất thiện hắn, nhưng là dành cho Diệp Thần như vậy đánh giá. Nếu như ngươi không có nói láo, như vậy dựa hết vào hôm nay đế phong hoa, không thể nào là ta địch thủ, cũng nên chấm dứt phần này nhân quả. Giang Mị Âm cười nhìn về Diệp Thần, trong thoáng chốc phong tình vạn trùng. Hai tiếng sau đó, mất đi điện, dị tượng đột nhiên bùng nổ. Khoanh chân thái thần quanh thân nổ vang, màu tím thần mang bao quanh vậy cái cổ xưa tang thương đế chữ dấu vết. Linh gió tán, đột nhiên hắn mở ra hai tròng mắt, khóe miệng một chút vết máu chảy ra, ánh sáng màu lóe lên tử mang, lại là mơ hồ rút đi. Khinh thường, hắn phát hiện đế phong hoa bất an hảo tâm thời điểm, đã là lúc đã chậm. Vậy linh gió tán, khí thức ôn hòa tuy nhiên đối với vận chuyển chu thiên có kỳ hiệu, nhưng cũng ở đây trong bất chi bất giác. Chóc suy yếu huyết mạch hắn lực. Tiền bối. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quen thuộc kêu gọi. Thái thần mở mắt ra, ở hắn cách đó không xa, chính là Diệp Thần. Ngươi, tử sam trung niên có chút không tưởng tượng nổi, thằng nhóc này lại liền hơi thở đều biến mất, liền mình cũng có thể lừa gạt được. Thái thần kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đây không phải là che giấu hơi thở, hắn là thật không có bất kỳ hơi thở, liền sức sống đều không lộ vẻ, mười phần quỷ dị. Chu Uyên không có sao, cái này mất đi điện đợi không được, đế lạc cũng ở đây vùng lân cận. Diệp Thần chưa từng làm hơn giải thích, dưới mắt rời đi mới là trọng yếu nhất. À, ta biết chậm một bước, chúng vậy đế phong hoa kế, hắn chân chính mưu đồ chính là đế ấn. Thái thần cười khổ một tiếng, chợt lau một cái màu máu lóe lên hư không, mơ hồ có chóc cảm giác. Tên kia chẳng biết lúc nào, ở ta bên trong đan điền xuống một hạt giống. Cổ lực lượng này mặc dù ôn hòa, nhưng là ở tắm rửa trước ta huyết mạch lực, ta hiện tại không cách nào thúc giục đế ấn. Thật đánh, chúng ta cũng không phải là địch thủ. Diệp Thần cười thần bí, ta mời cao nhân tới trợ trận, lần này, trước giải quyết mất đi điện. Thời gian không nhiều, ta sợ đế nhà đế lạc sẽ nhận được tin tức đuổi giết tới, rời đi trước nơi đây đi. Một đạo khí thức mạnh mẽ vỗ xuống, vô tận đất vụn dưới, một bóng người lao ra. Điên cuồng nói, Giang Mị Âm, ngươi dám. Lúc này đế phong hoa hai mắt đỏ như máu, hai hàng máu nước mắt bắn ra bức bách người giết mang, nguyên bản khuôn mặt uy nghi hắn giờ phút này chật vật, mái tóc dài không ngừng rụng, nửa cái đầu đều là sáng bóng. Hắn cả người bị huyết quang bọc, thiêu đốt huyết khí. Người không ra người quỷ không ra quỷ, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Mị Âm thấy đế phong hoa bộ dáng này, mâu gian thoáng qua vẻ chán ghét. À, đế phong hoa gầm thét, hắn bộ kia thân thể không lành lặn vốn là nỏ hết đà, bị Giang Mị Âm nhất kích đánh lén hạ, đã kế cận bể tan tành. Hắn đang cháy mình vậy thân thể không lành lặn lực lượng cuối cùng, đem chiến ý nhảy lên tới trình độ cao nhất, là cầu đánh một trận. Quyết đánh đến cùng, Diệp Thần lần đầu tiên thấy đế phong hoa, lại là ở tình cảnh như vậy dưới, tên kia cùng mình tưởng tượng bên trong người bày cuộc không cùng. Không đúng. Trạng thái như vậy. Cho dù là trái tự thân linh lực tu vi, vậy tuyệt không phải Giang Mị Âm địch thủ. Kiến càng hám cây, chết đi. Giang Mị Âm giờ phút này không có lưu niệm vì sao tình cảm, cùng ngày thường giữ yêu mị không cùng, nàng khó khăn được lộ ra một chút hận ý. Đế phong hoa rơi vào này chờ một chút trận, mình cùng Giang Thiền Tử làm sao thử không phải thì sao. Nhìn như náo nhiệt, nhưng là vĩnh viễn mất đi vậy đi không không thời không hy vọng. Giang Mị Âm tay không một trường. Lại là nhất kích xé trời, kịch liệt ánh sáng ngay tức thì xé ra vậy đoàn bọc đế phong hoa huyết quang. Ha ha ha,
Đế Phong Hoa cười như điên, cả người mỗi một tấc da thịt đều là lưu chuyển kinh khủng thần mang, giống như là tùy thời sẽ đem mình xanh liệt vậy, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hắn hơi liếc về hướng Thái Thần cùng Diệp Thần, ngươi chính là cái đó thần bí thanh niên đi, quả nhiên, đế hợi sán. Ngươi đối cái này đế ấn nhớ không quên, đã sớm nhập ma. Thái Thần lắc đầu một cái, Đế Phong Hoa trong mắt tinh mang sát ý ngưng tụ bắn ra, mặc dù khí thế đang không ngừng leo lên, nhưng là phù dung sớm nở tối tàn. Ở Đế Phong Hoa chung quanh, từng đạo màu máu quy tắc liên làm nổi bật hắn, đó là hắn đại lộ. Diệp Thần sửng sốt một chút, một cái như vậy tên bệnh thoi thóp, từ đâu tới như vậy lực lượng mạnh mẽ. Vậy nhìn như tàn tạ không chịu nổi thân thể, lại có thể chịu đựng đại lộ quy tắc lực lượng gia trì. Không đúng, có cổ quái. Phịch, trong hư không Giang Mị Âm hiển nhiên cũng là phát giác dị thường, một trường lộ ra, vạn đạo thần mang ở trong lòng bàn tay lưu chuyển. Chấn nhiếp thiên địa nhất kích nhanh như tia chớp xuyên thấu qua Đế Phong Hoa ngực. Rắc rắc. Vậy từng cái màu máu quy tắc liên giống như là bị chấn đoạn, thiên ti vạn lũ màu máu hơi thở giật tán, một tôn không thấy rõ hư ảnh lóe lên, Đế Phong Hoa thần sắc dần dần dữ tợn. Cũng phải, cái gì hung thú? Kinh hồng chớp mắt rồi biến mất, Diệp Thần có thể chắc chắn, lực lượng kia cực kỳ mạnh mẽ, giống như là loại nào đó đến từ không không lúc nào không không thể danh trạng hung thú. Đế Phong Hoa giống như là một bãi bùn nát vậy co rúc thân hình, cùng Giang Mị Âm ngạnh hám, thời không bắt đầu bể tan tành, nguyên vùng dãy núi đều là bị thắp sáng dậy vô số tinh mang, Diệp Thần dưới chân, từng tia bảo vệ trận pháp đường vân đang lan tràn. Nếu không phải như vậy, hai vị khủng bố cường giả nhất kích, đủ để đánh nát dãy núi này vạn trượng trùng điệp. Oanh! Đế Phong Hoa thân hình chấn động một cái, đổ bay ra, vốn là thân thể run lẩy bẩy. Quỷ dị kia ngông cuồng tiếng cười cũng là bộc phát kinh khủng. Ha ha ha, ha ha ha. Các ngươi đều phải chết. Không tốt, Sơn Môn gặp tập kích. Giang Mị Âm cùng Đế Phong Hoa giao thủ, hai đại đỉnh núi cường giả dẫn động thiên địa dị tượng 10 phần khủng bố, cho dù cách nhau vạn dặm, vậy thương khung cũng là hóa thành mảnh vỡ đang không ngừng đập xuống. Bọn họ vốn là phụng mệnh ở chỗ này vùng lân cận quanh quẩn, hôm nay mất đi điện phát sinh đại chiến. Lúc này liền là phải về giúp đỡ. Đột nhiên, Hạc Lệ tiếng nổ vang, cả thiên địa đại lộ hơi thở lưu chuyển đều là hơi chậm lại. Hạc lão, làm sao, ai cho ngươi lá gan, dám ở ta mất đi điện vùng lân cận như vậy giống trống khua chiêng. Mất đi điện đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, hắn thấy nửa bên cánh lại là che trời vậy nện xuống, trắng như tuyết vũ rực lóe lên vô số ánh sao, mỗi một điểm đập xuống đều là đem mặt đất biến dạng. Chu vi ngàn dặm bên trong, trắng như tuyết linh vũ giống như là vạn kiếm vậy đứng gần, giống như 9 tầng trời thác nước chảy xuống. Ngươi dám? Mất đi điện đại trưởng lão đem người phá vòng vây, ở chỗ này người, vậy tuyệt không phải tầm thường hạng người, mười mấy đạo thần hồng kích động, nhiều tiếng gầm lên như sấm, đạo âm chấn vỡ thương khung, hung quang che trời, vạn pháp đụng nhau. Trong chốc lát lại là rằng co không nghỉ. Hạc lão! Ở ta mất đi điện địa giới cản rỡ, người biết nếm được đau khổ. Mất đi điện đại trưởng lão âm ngoan cười một tiếng. Vân mộng trong thành. Cái gì? Đế Lạc thời gian đầu tiên biết được liền tin tức. Cái này Giang Mị Âm đang dở trò quỷ gì? Huyền Diệt Điện là gia chủ thuyết phục đồng minh, hôm nay đối mất đi điện phát động công kích, cũng hẳn ở tính toán bên trong. Đế Trần thấp giọng nói. Ta cũng không cùng nàng nói qua, có thể tự tiện chủ trương. Đế Lạc sắc mặt có chút âm tình, Đế Trần nhưng là mở miệng hỏi nói, tin tức là thật, mất đi điện vùng lân cận, thật có cái đó cấp cường giả khác ở chiến, 10 phần kịch liệt. Hơn nữa, thậm chí có người thấy, mất đi trên điện không có chính xác tiên đế hơi thở đang lưu chuyển. Đế Lạc hít sâu một hơi, Giang Mị Âm vậy ra tay. Cái này Huyền Diệt Điện đánh được tính toán gì? Đế Trần nhưng là nói tiếp, đế hợi sán từ đầu chí cuối chưa từng hiện thân, vậy chúng ta... Ngươi theo ta đi mất đi điện đi một chuyến, không muốn giống trống khua chiêng, ta đây muốn xem, Giang Mị Âm dám cùng ta đùa bỡn thủ đoạn gì. Huyền Diệt Điện tinh nhuệ đều xuất hiện, mênh mông linh lực bện như sóng biển dâng mãnh liệt, liền cụm núi đều là vặn vẹo diện mạo. Bốn phương kỳ dị cảnh tượng hoành xanh, đồ sộ nhập chân trời bằng bạc cảm bữa lộ vẻ, đem mất đi điện đám người tầng tầng vây khốn. Cái này là ảo ảnh, không muốn sợ. Mất đi điện đại trưởng lão kêu lên, nhưng là khó mà ngăn cản đám người trong lòng này sinh sợ hãi,
Hùng Vĩ Sơn Hà lúc đó, chư thiên đều là lần nhuốm máu sắc. Biết rõ là ảo ảnh là giả, thế nhưng loại thân trải qua hắn cảnh cảm giác, làm được đám người không thể không tin tưởng, đây là một nơi tuyệt diệt chi địa. Hôm nay các ngươi đều để lại. Hạc lão một tiếng quát to, lúc trước vậy thưa thất chu vi ngàn dặm trắng như tuyết linh vũ lại là chậm rãi diễn sinh ra quy luật lực, đem mảnh thiên địa này vững vàng khốn khóa. Trừ đánh ra, không có nửa điểm hắn đường. Rắc rắc, hư không một tiếng nổ vang, thiên địa cùng cùng khóc, rất xa màn trời có màu đỏ tươi chất lỏng chỗ sâu dòng nước chảy, từng luồng huyết quang hiển hóa ngày xưa chiến trường cao nhất phong thái, chân long, máu phượng, kỳ lân cùng thánh thú hư ảnh gầm thét. Làm sao có thể, là thật. Mất đi điện vô lượng đều là run lên, đến bọn họ tầng thứ này, tự nhiên biết rõ vậy vạn cổ trước vậy phiến chiến trường có bao nhiêu tàn khốc, chiến ý hoàn toàn không có. Mất đi điện đại trưởng lão nghiêm túc quát một tiếng, cũng giết cho ta đi ra ngoài, các ngươi là vô lượng cảnh cường giả, thái thượng thế giới rất nhiều tu sĩ ngửa mặt trông lên tồn tại, không phải là bị hù lớn. Giết! Rất nhiều vô lượng cảnh cường giả, hùng hậu bất khuất chiến ý rung động hoàn vũ. Mất đi điện đại trưởng lão dẫn đầu tiến lên đón, đối mặt vậy điệp huyết chư thiên, ngút trời linh lực phun trào. Đến từ hư không chỗ sâu một món uy áp lộ ra, nháy mắt khắc chính là áp chế nơi đây thiên địa đại lộ, vô lượng cảnh bên trong hậu kỳ cường giả, lại không cách nào biến dạng hư không. Thi hải đắp như núi, cường giả rơi xuống máu bắn tán loạn hư không, tựa hồ mơ hồ có một chút xuyên thấu thời không lúc đó, vượt qua vạn cổ năm tháng tới, đem hắn vững vàng áp chế. Cái này chính là Phạm Thiên Thần Công trận tự quyết lưu lại một chút hiện tượng thiên văn, căn bản không người có thể nắm giữ, ngươi là thế nào có được. Mất đi điện đại trưởng lão hoảng sợ, cái này cùng nghịch thiên trận, hiện tượng thiên văn cùng uy áp lại như vậy khủng bố, có thể áp chế hắn. Chẳng lẽ là Vũ Hoàng Cổ Đế? Dẫu sao Phạm Thiên Thần Công người chấp trưởng chính là Vũ Hoàng Cổ Đế? Có thể Vũ Hoàng Cổ Đế vì sao phải trợ giúp Huyền Diệt Điện? Vạn Khư muốn tiêu diệt mất đi điện, dễ như trở bàn tay à. Căn bản không cần giúp đỡ Huyền Diệt Điện. Không đúng, nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế bày ra chân chính sát trận, vậy một góc đi qua đổ ánh, bọn họ cái này một vực sợ rằng đều là khó giữ được. Các vị, chém chết mất đi điện tàn dư. Xương máu tràn ngập bên trong, một bộ quần áo đen Hạc lão dẫn đầu giết ra, vô cùng linh lực ở nơi này trong hư không ông minh, sát khí vô lượng. Suy rồi. Giết mang hóa thành một hơi hung kiếm đảo huyền, trắng như tuyết thân kiếm giống như hạc vũ vậy lóe sáng, lưu động ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng, thẳng xuyên qua một tên mất đi điện vô lượng cảnh trung kỳ trưởng lão ngực. Phịch, một đoàn xương máu nổ tung, một vị trưởng lão lại là như vậy tùy tiện vẫn diệt. Ngươi dám, mất đi điện đại trưởng lão giận dữ, quỷ dị này thiên địa áp chế bọn họ quy luật lực, vạn pháp không hiện, thậm chí liền vô lượng cảnh cường giả máu thịt, đều không cách nào sống lại. Ho! Hạc lão thân hình như quỷ mị vậy thu hoạch, lần nữa chém xuống một tên mất đi điện trưởng lão đầu lâu, hắn nhẹ ho một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch. Trận pháp này, tốt uy áp kinh khủng, liền ta đều không cách nào hoàn toàn ngự động, cái này luân hồi chi chủ như thế nào mượn trận tự quyết khắc xuống kinh khủng như vậy sát phạt trận. Lúc này Hạc lão hơn nữa nghi ngờ, như vậy hiện tượng thiên văn quả thực quá mức yêu dị, chư thiên đều ở đây sợ hãi. Luân hồi chi chủ coi là thật như thế nghịch thiên. Chẳng lẽ gặp qua Phạm Thiên Thần Công sau lưng tồn tại? Nếu không phải chính mắt thấy, lại làm sao có thể đem nơi đây trận pháp vẽ tới trình độ như vậy, ảo ảnh trở thành sự thật? Giết! 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 Cùng lúc đó, mất đi trên điện không, rúng động một chút sát ý mơ hồ truyền tới, Giang Mị Âm không khỏi liếc mắt, vậy một cổ hơi thở, quá mức rõ ràng. Sát ý vô biên tàn phá. Là hắn thủ đoạn sao? Liếc mắt một cái cách đó không xa Diệp Thần, Giang Mị Âm ánh mắt lần nữa nhìn về phía Đế Phong Hoa. Xem ra ngươi mất đi điện hơn bộ, cũng nên toàn bộ tiêu diệt. Tiếp theo chính là ngươi. Dung vào đại lộ vạn pháp bên trong Giang Mị Âm trong giơ tay nhấc chân đều là có thể biến dạng hư không, xúc địa thành thốn tồn tại, một chỉ điểm ra, trong phút chốc ánh sáng rực rỡ in ở Đế Phong Hoa nơi mi tâm. Đinh! Một tiếng giòn giã. Đế Phong Hoa thần hồn lại là bị chỉ điểm một chút phá, bạo tán thành quang mưa bỏ ra, vậy thịt nát vậy tê liệt ngã thân thể, cũng là chậm rãi rơi xuống mặt đất. Kết thúc. Giang Mị Âm nhẹ giọng líu díu. Phía dưới Diệp Thần nhưng là nhíu mày, hết thảy các thứ này quá mức thuận lợi, hình như là ở theo người khác bày xong đường đi.
không tốt, mau lui lại. Diệp Thần hét lớn một tiếng, đột nhiên huyết quang hồi sinh, cả tòa mất đi điện núi môn hạ tất đất bị nhuộm đỏ, một cổ minh mông lực lượng trực bức thương khung. Còn thật hẳn cảm ơn ngươi, giúp ta ngưng tụ thần hồn, hoàn toàn thoát khỏi vậy thân thể trói buộc. Giang Mị Âm, một đạo thanh âm sâu kín vang vọng ở giữa trời đất, chính là Đế Phong Hoa. Lại không trước kia bộ dáng chật vật, thời khắc này hắn, toàn thân lóe lên nhàn nhạt oanh chiếu rọi, là một đạo thần hồn. Hừ, bất quá là một đạo thần hồn thôi. Giang Mị Âm hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, chính là mấy trượng ra ngoài, sát ý cuồn cuộn. Chu Huyên giờ phút này thân thể hơi run run, vậy cổ uy áp, quá mức khiếp người, liền mặt đất đều ở đây mất vào tay giặc. Cuồng phong thổi loạn, vạn đạo sấm sét tựa như ở đỉnh đầu quanh quẩn, tia chớp xen lẫn ánh sáng chiếu ngược Giang Mị Âm tuyệt đẹp dung nhan. Giang Mị Âm, một đạo ánh sáng nhạt thoáng qua, Đế Phong Hoa cả người vậy giống như một tòa lò luyện vậy nạp bách xuyên, toàn thân tách ra ra ánh sáng rực rỡ, không sợ thiên địa sợ hãi uy áp, nhìn xa Giang Mị Âm. Thần hồn lại không có vỡ nát, cũng khó trách, ngươi hẳn ẩn giấu thủ đoạn mới là, ngày xưa đủ loại, làm kết thúc đi. Mặc dù có chút kinh ngạc một đạo thần hồn lại có chiến lực như vậy, nhưng Giang Mị Âm hiển nhiên không có để ý, bất luận như thế nào, đều phải chém hắn. Đế ấn, lên. Đế Phong Hoa gầm nhẹ một tiếng, nhưng là không gặp Tật Phong có bốn phương vân động thế, ừ. Vậy linh gió tán, lại không có sinh tác dụng. Lúc trước Chu Huyên trong cơ thể lực lượng cũng là vô hình biến mất, hôm nay lại là ngươi đế hợi sán. Là ngươi. Đế Phong Hoa ánh mắt thấu bắn vào Diệp Thần trên mình, còn mắt quét nhìn ngay tức thì, Chu Huyên đều là cả người sinh ra loang lổ vết rách, cho dù Diệp Thần có luân hồi thánh hồn thiên hộ thể, cũng có chút khó chịu. Tên này, như vậy khủng bố. Con mắt lại chớp mắt, giống như vạn lôi đập xuống vậy rung động, liền thái thần đều có chút lòng rung động. Vạn dặm vô cùng nhóm loan đều tựa hồ người yếu run cầm cập vậy run rẩy, bị trước mắt một người thân cốt đè được không ngẩng nổi. Oanh! Một đạo trùng tiêu tử mang phá vỡ xương máu mọc tùm, tử sam thái thần ngăn ở Diệp Thần mấy người trước người, vù vù vang dội trường bào màu tím theo đại lộ hơi thở dao động, thái thần ở lấy mình thế, ngăn cản Đế Phong Hoa. Tiền bối! Trong nháy mắt thở dốc, Diệp Thần hít sâu một hơi, vận chuyển Minh Ngọc Tâm Kinh, thúc dục thiên tiên cá chép sao. Từng cái lộ ra ngọc thạch sáng bóng thiên tiên cá chép, bắt đầu ở Diệp Thần quanh thân di động, thả ra từng cơn dịu dàng như ngọc hơi thở. Ở nơi này cổ hơi thở bồi bổ hạ, đến từ Đế Phong Hoa uy áp, cũng là dần dần bình tĩnh lại. Thái thần nhẹ khẽ gật đầu, nướng mãnh liệt ánh mắt nhìn về hư không, cao ngất thân hình không nói lời nào nhìn chằm chằm Đế Phong Hoa. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở ta. Đế Phong Hoa khinh thường cười một tiếng, định động thủ. Đối mặt ta, người cũng dám phân tâm. Trong chớp mắt, Giang Mị Âm quanh thân đại lộ quy tắc hóa sương mù, lôi cuốn mình di nói bừa thân hình tới, bên người vạn đạo lực minh mông hơi thở phun trào. Diệt! Giang Mị Âm diệt chữ một quyết mở miệng, nháy mắt tức thì hung quang cuồn cuộn cướp bóc thương khung, thần quang giống như là đem thái thượng thế giới đều phải xé ra vậy dâng lên. Cho dù là mạnh như Đế Phong Hoa cũng không dám ngạnh hám. Buông xuống nhằm vào thái thần cùng Diệp Thần mấy người ý, xoay người nghênh chiến. Liên liên thái thần, cũng là bị một kích này rung động, thân thể khẽ run. Mà một bên Diệp Thần, nếu không phải bên người có thái thần hơi thở che chở, chỉ sợ cũng muốn huyết khí phun trào. Giang Mị Âm nhất kích, chỉ là nhằm vào Đế Phong Hoa, kinh khủng giết mang giống như là ngoài bầu trời ứng kiếp mà sống, muốn lật đổ thiên địa này vậy, như một bó ngân hà đảo huyền trải rơi. Đem thế giới chia làm hai, ở đó chỗ cuối, miễn cưỡng tách rời ra hai cái thế giới. Đế Phong Hoa hàn mâu tiến lên đón, ở hắn quanh thân, màu máu trật tự liên lượn lờ, thay hắn đỡ được vô tận sát phạt đồng thời, cũng ở đây căn căn vỡ vụn. Vạn đạo phù văn mơ hồ rơi xuống thương khung, chi chít rơi xuống, đó là nơi đây thiên ở sụp đổ. Rắc rắc, nhiều tiếng giòn vang, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình ánh mắt mơ hồ, hết thảy đổi được không rõ ràng đi nữa. Mông lung vô cùng. Ở đó ngày trời mông lung cuối, hỗn độn lật lăn, võ đạo vỡ nát, giống như là mở lại thiên địa này vậy kịch liệt. Diệp Thần không phải là không có gặp qua cao thủ so chiêu, vũ hoàng cổ đế như vậy cấp bậc hắn cũng gặp qua. Nhưng dưới mắt, Giang Mị Âm và Đế Phong Hoa chiến đấu, để cho hắn đối võ đạo cảm ngộ sâu hơn. Chín tầng trời ngân hà hóa kiếm, chém. Phong Hoa tuyệt đại váy trắng biên tiên,
nguyên phiến trong thiên địa đại thế theo giai nhân nhịp bước lên vũ, ban đầu vậy thiên ngoại rực rỡ ngân hà đột nhiên một đường trong sạch, hóa thành một đạo kiếm quang chém xuống. Suy, phù dung sớm nở tối tàn ánh sáng nháy mắt khắc gian tiêu tán, theo cùng tản đi còn có một nửa hư không, một kiếm chém thành phấn vụn. Phốc, đế phong hoa bên người vô số màu máu đại lộ xích thần bị chém bể, vậy đạo kinh khủng vết kiếm ánh thấu hắn thần hồn khu, thẳng biến dạng, cơ hồ đem hắn chém eo. Một kiếm, tuyệt thế. Đây chính là bọn họ lực lượng sao? Thái thần cũng không miễn rung động, cường giả cuộc chiến hắn gặp qua không thiếu, nhưng cái này vậy hủy diệt đánh, vẫn là lần đầu. Tí tách, vọng về ở nơi này tiêu diệt sau yên tĩnh trong thiên địa, là máu tươi nhỏ xuống thanh âm. Làm sao có thể, hắn bất quá là một đạo thần hồn, nhưng là sinh cơ hiện ra hết. Thái thần kinh hãi lên tiếng, cái này cùng hắn lúc trước nhìn thấy cái đó đế phong hoa, chừng như hai người. Tiền bối, ngài là nói, vậy đạo tử khí không có. Một bên Diệp thần cũng là lên tiếng hỏi, từ thái thần giải thích tới xem, đây hoàn toàn là hai người. Ừ, hắn trước kia đúng là có tử khí bằng thân, đó là linh lực đè nén kết quả, tuyệt sẽ không giả. Thậm chí, mới vừa bộ dáng kia xuất hiện ở chúng ta trước mắt lúc đó, mặc dù chật vật, nhưng cũng không có vậy đặc biệt hơi thở, thuộc về chết người mùi vị. Diệp thần hít sâu một hơi, nói, hắn không phải đế phong hoa. Hoặc là nói, ban đầu chúng ta liền trúng kế. Thái thần nhãn mâu đưa lên một chút, muốn nói gì, nhưng là nhấn, nghe Diệp thần tiếp theo phân tích nói. Cái này, ẩn giấu một cổ lực lượng. Chính là trụ uyên trong cơ thể, bị thần quan nuốt hết cổ lực lượng kia, hẳn là hắn một bước cờ, bị ta phá rối. Còn có vậy linh gió tán, cho nên hắn mới vừa muốn đánh chết ta. Diệp thần bốn phía nhìn vòng quanh, nói, hắn đang mượn lực, cổ lực lượng này hắn không cách nào hoàn toàn điều khiển, nhưng là có thể dùng để kéo chúng ta, đoạt xác. Không đúng. Diệp thần lắc đầu một cái, đế ấn xuất hiện chỉ là tình cờ, cho dù không có thái thần, hắn cũng sẽ không cam tâm vận mệnh, cổ lực lượng kia. Là trận pháp. Diệp thần chỉ thiên địa này, hướng về phía thái thần nói, tiền bối, lúc trước giang mị âm một kiếm kia, cơ hồ có thể chém chết một vực. Nhưng lại không có phá vỡ cái này mất đi điện hộ tông đại trận. Kết giới này lực như cũ tồn tại. Thái thần nhãn mâu đông lại một cái, trận nhãn này chỗ, mới là phong ấn lực lượng kia ngọn nguồn, đế phong hoa, chân thân núp ở nơi đó, trước mắt cái này cũng không phải là hắn. Đúng, điều này cũng làm cho giải thích thông, hắn đối mặt đế ấn, không đoạt xác nhưng là lựa chọn ngạnh hám giang mị âm. Chúng ta được tìm được hắn. Oanh! Giang Mị Âm vậy đem vạn đạo hóa kiếm khủng bố nhất kích, nhưng là bị đế phong hoa toàn bộ chống được, hắn cũng không có bỏ mình. Khặc khặc, lại tới. Vậy bị đại lộ lực chém ra thân thể lại là chậm rãi khép lại sống lại, đế phong hoa tà cười một tiếng, đại đạo vết thương lại là bị san bằng phục, huyết khí dâng trào lần nữa hướng Giang Mị Âm liều chết xung phong. Giang Mị Âm váy đầm dài nhẹ bầy, hai ngón tay ngưng tụ càn khôn. Vạn đạo thần mang so ngang dọc chư thiên kiếm khí còn muốn khiếp người, xé ra màn trời, đem chân này hạ mất đi điện tấc đất tấc đều là cùng bổ ra, hình ảnh mười phần rung động, giống như là hai ngón tay đem cái thế giới này tùy tiện xé làm hai nửa. Đế phong hoa mái tóc dài bay lượn, đối mặt Giang Mị Âm điên cuồng đánh giết, hắn lấy cùng cảnh giới khủng bố tu vi đánh giết, giống như tới từ địa ngục ma tôn vậy, chính diện chống cự vị này tươi đẹp nửa đời huyền diệt điện chủ. Cho dù ai cũng thì không cách nào dự liệu được tình huống lại là như vậy, nguyên vốn phải là đến nỏ hết đà đế phong hoa vẫn còn có thủ đoạn như vậy chiến lực, so với đỉnh cấp, chút nào bất quá. Ở một chớp mắt kia, dẫu có kiếm khí hoành bay lên một sát, thứ một luồng quang hoa chính là gần như đem cái này mất đi điện tu giả chém hết, huyết quang mơ hồ có trải thiên thế, đầu người giống như là mưa rơi nện xuống, mười phần khủng bố. Giang Mị Âm cũng không phải là thánh nhân gì có độ hóa trần thế cử chỉ, cái này mất đi điện, cùng nàng mà nói, chính là đại địch, muốn toàn bộ giết liền. Cho dù là giờ phút này đế phong hoa thủ đoạn nghiêng ra, lấy hắn cao nhất tu vi thúc dục dưới chân đại trận, đều là ông minh không ngừng, tùy thời sẽ vỡ nát, từng đạo rắc rắc thanh âm lan tràn, giống như là câu hồn lấy mạng linh âm. Cái này một lần hành động, cũng là ngay tức thì mở ra Diệp thần suy nghĩ. Hắn nhìn về lúc trước Giang Mị Âm gần như chém khai thiên địa vậy đạo vạn trượng lỗ hổng, hướng về phía thái thần nói tiền bối, ở phía dưới kia. Ta cảm nhận được liền chập chờn. Hai người mắt đối mắt, lại là một tiếng nổ vang,
bóng người đồng loạt tiêu tán ở tại chỗ. Giang Mị Âm sát phạt thế không giảm, cái này vô sổ 5 năm tháng tới, mất đi điện cùng Huyền Diệt Điện trừ chàng đại chiến kia ra, năm gần đây chợt có va chạm, cũng bất quá là điểm đến đó thì ngừng, hai bên đều là cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng mà hôm nay cục diện này, nhưng là bị ngay tức thì phá vỡ, một khối lại là cường thế tới cửa. Không biết tự lượng sức mình. Cuồn cuộn thương khung hạ, đạo âm vang vọng, cuốn lên phá toái hư không rung động tầng tầng tấn công tới, thần mang bừng bừng kẹp theo thiên lôi lăn lăn. Đế Phong Hoa giờ phút này cũng sẽ không nương tay, quanh thân quanh quẩn huyết quang, hắn lại là đem mình xương sống cốt miễn cưỡng rút ra, một đoạn cốt khớp xương lóe lên màu đỏ thẫm hung mang, ngừng luyện sát ý trực bức Giang Mị Âm. Ung ung, trời sập vậy uy áp lại là bị hắn cứng rắn xương tạo ra một chút sức sống, để cho Giang Mị Âm đều là cau mày, không khỏi được lộ vẻ xúc động. Vậy một đoạn xương sống cốt, hung quang tách thả ra ánh thấu thương khung, so đại nhật còn muốn chói mắt, để cho người không thể nhìn thẳng, quơ múa chỗ, thiên địa thất sắc. Vù vù, đạo âm đánh đổ bầu trời mênh mông, phát ra đáng sợ tiếng vang, chu vi vạn dặm sức sống bị toàn bộ chôn vùi. Giang Mị Âm sinh sát lớn thuật, bị Đế Phong Hoa lấy thân xác máu xương miễn cưỡng chặn, một kích này hoàn toàn kích phá mất đi điện trận pháp, hơi thở phun trào chuyển hướng thái thượng thế giới cái khác mấy vực. Cái này là người phương nào ở giao thủ? Thái thượng thế giới chỗ sâu, một tiếng kinh nghi ra, vạn thú quỷ sát, sát sát không dứt. Đây là Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm. Vũ Hoàng Cổ Đế quyết không cho phép ở mình xưng bá thái thượng thế giới bên trên, phá hoại thái thượng thế giới quy tắc. Bất quá, hắn hiển nhiên vậy xem thấu đây là mất đi điện và Huyền Diệt Điện nhân quả. Cũng không dự định nhúng tay quấy nhiễu. Mà giờ khắc này đang bế quan Nhâm Phi Phàm vậy mở mắt ra, làm cảm giác được Diệp Thần cũng ở tại chỗ, hắn khẽ mỉm cười, có lẽ trận chiến này, đối người đánh vào thiên huyền cảnh có chỗ tốt. Bất quá, Diệp Thần, người không cần nhanh như vậy đánh vào thiên huyền cảnh, bởi vì muốn không được bao lâu, ta sẽ đem vậy đạo nguy hiểm xóa bỏ. Thái thượng thiên nữ, do ta Nhâm Phi Phàm tới giết. Không liên quan nhân quả, bỏ mặc huyết mạch, ta Nhâm Phi Phàm là trời mệnh. Cùng lúc đó, một chỗ khác. Gia chủ, xảy ra chuyện. Đế Trần cùng Đế Lạc đều là sắc mặt tái xanh, nhìn phía trước huyết quang trùng tiêu tình cảnh, nơi đó đang có kinh thế đại chiến bùng nổ. Máu xương lực ngăn cản vạn đạo áp chế, cuốn lên sóng cuồng bùng nổ, dẫn được thái thượng thế giới rất nhiều vực đều là rối rít nhìn chăm chú, nhìn về ngoài bầu trời vậy một phiến huyết quang mông lung không gian. Ta đây muốn xem, một người cô gái, mới có thể có mấy cân mấy lượng. Đế Phong Hoa khinh thường hừ lạnh, xương sống cốt hóa thành sắc bén trường kiếm nắm chặt nơi tay, làm người ta không rét mà run phải, vậy dũng động máu thì tàm thực kiếm phong, bồi dưỡng màu đỏ thấm tia máu, như nham thạch nóng chảy vậy sình sệt, mười phần khủng bố. Chanh! Màu đỏ thấm huyết quang giống như là chợt xuất hiện răng nanh cự thú vậy, kém gào thét, chiếm đoạt hư không tới, sáng rực thiên uy, coi như không có gì, nhất kích rớt xuống. Vô số màu đỏ thấm răng nanh hóa thành đan lưới che trời, đem mặt đất coi là lò luyện, cuồn cuộn máu ý ngưng hình, hướng Giang Mị Âm trói buộc tới, muốn liền mảnh thiên địa này cùng phong khốn. Keng! Giang Mị Âm một giới nữ lưu, chán nhưng là khác thường chấn định, cả người tản ra bảy màu thần mang, bừng bừng vậy ngưng dậy, lấy thân làm kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, bổ vào vậy che trời màn máu bên trên. Ngang dọc kiếm khí tàn phá, ánh sáng sáng chói bắn tung tóe. Ung ung! Khóa thần buộc! Giang Mị Âm hiển nhiên nhận ra Đế Phong Hoa thủ đoạn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hãi, cái này cùng tổ khí, sao sẽ ở trong tay của ngươi? Khóa thần buộc, ở đó chín thần thời đại bên trong, tuyệt đối là ngày xưa vậy phiến trên chiến trường một lớn giết địch đồ sắc bén, có vô số chí cường giả chết hắn hạ, máu tươi bị vậy đan lưới rút sạch luyện hóa. Đảm nhiệm có thông thiên triệt địa có thể, cái này lưới cũng có thể trấn áp, khóa thiên địa, buộc chư thần. Dĩ nhiên, hôm nay nó ở Đế Phong Hoa trong tay, hiển nhiên không cách nào phát huy ngày xưa vậy cùng hung uy, mạnh mẽ đi nữa tổ khí, vậy cùng người sử dụng có liên quan. Vô luận như thế nào, cái này đã từng ra lệnh được vạn giới kiêng kỵ thần vật hiện thế, đều là cực kỳ kinh khủng. Suy, Giang Mị Âm một kiếm đâm ra, vậy đan lưới đường vân gian mơ hồ có màu máu dòng nước chảy, lóe lên nhàn nhạt kim mang, đó là ngày xưa vô số cường giả tàn máu, cho đến ngày nay, do có uy áp cái thế. Tâm thuật bất tránh, vạn linh bi sợ hãi. Giang Mị Âm không sợ,
tụ thủ tiến lên đón kinh khủng kia vật, mảnh khảnh ngọc trường tiếp liền đánh ra, minh mông đạo ý tại bầu trời minh mông gió nổi lên. Nàng nhìn ra được, vật kia, tuyệt không phải đế phong hoa cái này cùng tiểu nhân có thể thúc dục, vậy uy năng mặc dù cái thế, nhưng là chưa đủ đỉnh cấp lúc vạn nhất. Tên này rất là cổ quái, một mực đang bị động phòng ngự. Giang Mị Âm trong lòng nghi vấn nổi lên bốn phía, cái này cùng hắn cho tới nay biết đế phong hoa, chừng như hai người. Rắc rắc, vậy khóa thần buộc đan lưới hạ, dỉ ra ngày xưa cao nhất đế máu lại là bị áp chế hoàn toàn, Giang Mị Âm thế công không giảm, lại là một kiếm chém tới. Ông Minh tiếng kích động hư không, vậy sở hướng phi mỹ khóa thần buộc lại là tách ra ra vô tận ánh sáng rực rỡ, từ ở giữa chỗ mở miệng, bị chém rách. Làm sao có thể? Đế phong hoa sắc mặt tái xanh, mặc dù biết vật này hắn không cách nào thi triển năm đó toàn bộ uy năng, nhưng tựa hồ có loại nào đó ý chí kềm chế, để cho hắn khó mà thúc giục cái này kiện chí bảo. Vù vù, vù vù, đế phong hoa quanh thân lóe lên lúc trước vậy từng cái đạo ý ngưng luyện quy tắc liên, hóa thành gông xiềng đi ra, thiên địa cũng cảm nhận được liền uy áp. Đã như vậy, Giang Mị Âm, ta đưa ngươi lên đường. Hắn nhiều tiếng cười như điên. Không để ý Giang Mị Âm sát phạt thế, dương ra cánh tay, phải đem thế giới này hết thảy cũng kéo vào gông xiềng dưới. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này hiển nhiên phát hiện cái gì? Là nơi này sao? Thái Thần vừa đi, trong lòng cũng là dâng lên tơ chút bất an, chỗ này giống như là nối liền cửu u địa ngục vậy, dưới chân nấc thang không gặp cuối, thông hướng u ám mặt khác thế giới. Từng cơn gió lạnh xông tới mặt, liền liền Diệp Thần đều là cau mày. Đến một chút ánh sáng sáng phơi bày ở xem có thể đạt được cuối, ngón cái vậy lớn nhỏ, lạnh lùng chói mắt. Đây là một khối ước chừng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ không gian, chỉ có một tòa tế đài đứng ở trung phong, tản ra khí tức rét lạnh. Cái này không gian chung quanh, tràn đầy một cổ thần bí quỷ dị lực lượng, tựa hồ mơ hồ trói buộc khí tức thiên địa lưu chuyển, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Một tiếng yếu ớt than nhẹ vang lên. Ngay sau đó ở đó bóng mở che lồng hắc ám bên trong, bước ra một bóng người, hình chưa đến, vậy hơi thở tử vong chính là như bóng vậy dỉ ra. Cót két, nhìn như thưa thất bình thường le que mấy bước, nhưng là dẫn dắt được từ thân vậy vốn là suy bại không chịu nổi thân xác phát ra một hồi tiếng động lạ, tựa hồ tùy thời sẽ dã rời. Ha ha ha, cho dù là như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ, ta cũng vẫn là thắng ngày này nửa tử, qua hôm nay, chính là sống lại. Nói chuyện, lại cũng là đế phong hoa. Rất hiển nhiên, nơi này mới thật sự là đế phong hoa. Đế phong hoa sắc mặt so với kia mùa đông sơ tuyết còn muốn vô ích mấy phần, vặn vẹo ngũ quan cơ hồ đắp chung một chỗ, nụ cười mười phần quỷ dị. Ngươi hẳn rất sớm trước chính là bỏ mình chứ. Diệp Thần con ngươi híp lại, tựa hồ xem thấu loại nào đó nhân quả, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, và Giang Mị Âm chiến đấu không phải chân tránh đế phong hoa. Trước mắt đế phong hoa, chấp niệm tích chữ đời, liền thần hồn cũng gần như tán loạn, miễn cưỡng bằng vào nghịch thiên thủ đoạn cải mệnh, che ở cái này một miếng cuối cùng khí cơ. Không, ta là bất diệt tồn tại. Đế phong hoa tựa hồ bị trọt trúng chỗ đau, nghiêm túc quát một tiếng, sắp rơi ra hốc mắt một đôi tròng mắt hiện lên trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hết thảy các thứ này đều là ngươi làm hại, nếu như hôm đó ở thanh lại vực bên trên, ngươi không ngăn cản. Chu Uyên trong cơ thể lực lượng liền sẽ bạo động đưa tới, ta đem sẽ mượn lực lượng kia, chân chính sống lại. Vậy tiểu tử vốn cũng là mặt của ta khí. Ngươi đáng chết. Oán niệm nổi lên bốn phía, ở nơi này không lớn bốn phương bên trong không gian tụ tập, Thái Thần ngăn ở Diệp Thần trước người, màu tím ánh sáng rực rỡ tách thả ra, giữa trưởng ngân hà treo ngược, bên trong uẩn càn khôn. Ngươi đã sớm bị lạc bản tính, u mê không tỉnh. Thái Thần một tiếng tức giận. Một trường đánh ra, giống như là trong tay nâng lên khác một phiến đại thế vậy chói mắt, hướng thần bí kia tế đài đánh tới. Phịch, một tiếng rên truyền ra, nhưng giống như là đá đập xuống biển sâu vậy, tung lên phân nửa rung động, rồi sau đó không hiện tung tích. Cái này, liền Diệp Thần cũng là không khỏi lộ vẻ xúc động, nói thế nào Thái Thần cũng là một khối cường giả, ở nơi này mấy trượng bên trong không gian, lại là bị áp chế. Vậy quy tắc biến thành lực lượng. Tựa hồ trao đổi thiên địa, đem lớn linh lực tính chấn áp, cái này tế đài mười phần tà môn, mới có thể ở chỗ này được còn sót lại. Đế phong hoa, người lấy là, người ở thanh lại vực như nếu thật dẫn động Chu Uyên trong cơ thể lực lượng,
ngươi liền có thể mượn này sống lại. Diệp Thần nhắm mắt bước lên trước, cùng Thái Thần sóng vai, nhìn thẳng trước mắt cái này đã coi như là quái vật nam tử. Hắn cho Diệp Thần cảm giác, giống như là một đầu sống ở thế giới hiện thật không thể danh trạng không chẳng trách thú. Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là tin vào một ít tồn tại ở không không thế giới quái vật cám dỗ. Vậy một tôn không không thời không tồn tại, sẽ đem ngươi hoàn toàn chiếm đoạt, hôm nay ngươi liền nó giật tản ra nửa luồng ý chí đều không cách nào ngăn cản, ngươi còn mưu toan chuyển kiếp. Chữ chữ giết tim lọt vào tai, một bên Đế Phong Hoa quát chói tai giống to. Ngươi nói bậy, ta nói bậy, ngươi đừng có nằm mộng, coi là thật lấy vì ngươi dẫn động cổ lực lượng kia, có thể đoạt xác Chu Uyên, rồi sau đó giải khai chỗ đó phong ấn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường, sắc mặt tái nhợt hắn khóe miệng kéo qua lau một cái độ cong, nói tiếp cái gì thanh lại vực, ngươi không phải muốn mở ra chết u quên mất đất phong ấn, thả ra vật kia sao? Ngươi, Đế Phong Hoa trợn to trong mắt, ngươi làm sao biết chết u tặng? Hôm nay cái này cùng tuyệt thế đại bí bị một người trẻ tuổi như vậy bật thốt lên, làm sao có thể làm hắn không khiếp sợ. Bất quá chỉ là vì lực lượng kia thôi, ngươi thật lấy là, bằng ngươi bố trí có thể mở phong ấn. Diệp Thần mặc dù trong lồng ngực vạn quân thế khó mà bình phục, ngoài miệng vẫn là vân đạm phong khinh, khinh thường nói, thánh kỳ trục cuốn, ngươi không có tư cách chấp trường. Oanh! Một tiếng nổ vang, thương khung bên ngoài chiến đấu bộc phát kịch liệt. Diệp Thần cùng Thái Thần hai mắt nhìn nhau một cái, hướng Đế Phong Hoa bản thể lướt đi. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Giận dữ Đế Phong Hoa muốn điều động nơi này trong thiên địa quy tắc áp chế, nhưng là phát hiện, không có chút nào chập chờn. Làm sao sẽ? Thái Thần một cái bước nhanh về phía trước, hai ngón tay cũng kiếm, một đạo tử mang ngay tức thì chém tới liền Đế Phong Hoa đầu lâu. Ta là bất diệt. Một tiếng gào thét vang khắp, vô cùng thê lương. Cho dù là chém tới liền đầu lâu, thần hồn như cũ bất diệt Đế Phong Hoa không cam lòng gầm lên, mắt xem vậy vỡ nát thân xác chính là muốn gây dựng lại, Thái Thần nơi mi tâm, đế ấn hơi thở lan truyền, Đế Phong Hoa thân thể một độn. Diệp Thần chờ đúng thời cơ, đại thiên trọng lâu trưởng, phá. Diệp Thần tay phải một trưởng cuồng oanh ra, đại thiên trọng lâu nổ, thanh thế mãnh liệt. Đế ấn hơi thở, đã sớm phủ xuống đế lạc cùng đế trần một mực trong bóng tối theo dõi. Cảm nhận được đế ấn chập chờn, ngay tức thì chính là hai đạo thân ảnh lộ ra, hướng Diệp Thần đám người phương hướng tập sát đi. Trong hư không, một cái khác Đế Phong Hoa tập sát tới, vốn muốn ngạnh hám Giang Mị Âm thấy vậy, ngay tức thì đổi thân hình, hướng Đế Lạc hai người tìm kiếm. Vậy tự bạo kiểu tập sát, hơi thở quá mức khủng bố, làm Đế Trần tên này vô lượng cảnh cường giả đều là thần hồn bị biến dạng vậy thống khổ khó nhịn, Đế Lạc sắc mặt trầm xuống. Tự tìm cái chết. Đế Lạc liền vẫy tay chính là làm được vạn đạo quy luật phun trào, ở tổ điện đạt được nguyên thủy chân giải hắn, trong giơ tay nhấc chân kim mang đánh vào hư không, đem Đế Phong Hoa thân hình vững vàng đóng vào trong hư không. Phịch. Ai ngờ vậy Đế Phong Hoa phân thân lại là ngay tức thì tự bạo, huyết quang đầy trời kích động, cái này một vực muốn bị đánh xuyên. Oanh. Kinh khủng chập chờn ngay tức thì cuộn sạch chu vi vạn trượng, nghe tiếng chỗ, hết thảy chôn vùi hóa thành bụi bẩm phân dương. Cái này một vực gần như hoàn toàn diệt tuyệt. Đổ nát bên trong, vạn vật quay về hư, hai bóng người trôi giạt tại hư không tới giữa, nhìn kỹ bá tánh vậy con mắt vạch qua dưới chân tấp tấp nám đen, hóa thành cướp cho mặt đất, tìm kiếm cái gì? Giang Mị Âm, đi ra đi. Áo xanh Đế Lạc đứng chắp tay, thúy sắc vạt áo thậm chí không nhiễm phân nửa bụi bặm, như gì thế độc lập tiên dáng trần vậy, ở bên cạnh hắn quần áo đen Đế Trần hơi có vẻ chật vật, nhưng ở Đế Lạc phò hộ hạ, liền một vết thương đều là chưa từng tăng thêm. Phịch. Một tiếng rên, Giang Mị Âm tự phế khư hạ vọt lên, một đôi lạnh như băng con ngươi nhìn trước mắt vị này đế mỗi gia chủ. Thời khắc này Giang Mị Âm coi như không may mắn như vậy, vốn là trải qua cùng Đế Phong Hoa đại chiến nàng, lại là rất miễn cưỡng chống được tên kia tự bạo, một bộ váy trắng nửa bên nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Ngươi làm rất tốt. Đế Lạc khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, nhưng ngươi không nên tự tiện làm việc. Khá tốt không xảy ra bất chắc gì. Trong mắt hắn như có như không quét nhìn mặt đất vậy vô tận phế tích, Đế Trần thấy vậy, thân hình chớp mắt, hướng dưới chân tìm kiếm. Bên kia vây khốn mất đi điện tất cả trưởng lão, cũng là người ngươi. Đế Lạc chân mày cau lại, nhàn nhạt nói. Giang Mị Âm nhẹ khẽ gật đầu, không biết Đế gia chủ, đang tìm cái gì. Đế ấn,
Đế Lạc khẽ mỉm cười, nói thẳng. Chẳng lẽ, người muốn ngăn cản ta? Thấy Giang Mị Âm bộ dáng này, gần đây tinh thông tính toán Đế Lạc lại làm sao có thể không biết. Từ nàng tự tiện ra tay, vây công mất đi điện bắt đầu, liền đã không lại là đế nhà chuẩn bị nuôi dưỡng nhà chó. Vốn không muốn cùng ngươi như vậy xé rách mặt, thôi, đế ấn ở chỗ này vậy chạy không thoát, trước hết giết bị thương ngươi, tìm lại đi. Đế Lạc sao cũng được vỗ tay một cái, ung dung nụ cười đọng trên mặt. Đế Lạc, coi là thật lấy vì ngươi vô địch. Giang Mị Âm thân hình vọt lên, tay cầm không lành lặn tổ khí tới, chính là lúc trước đế phong hoa cầm khí, khóa thần buộc. Ta lấy ta máu, tế khí. Chu Thiên Tàn Linh, hiện. Nũng nịu gầm lên, từng giọt máu tươi dưới vào, lần phúc bầu trời màu máu đan lưới lại xuất hiện, kinh khủng chập chờn mặc đâm vào không khí lúc đó, một phiến phiến vỡ nát tiếng kích động. Đế Lạc thực lực nàng trong lòng rõ ràng, dưới mắt nàng bị thương, tất nhiên không địch lại. Chỉ có cái này không lành lặn tổ khí, có thể trì hoãn tạm thời. Chu Thiên Tàn Linh, hiện. Trong nháy mắt, phong lôi phun trào, thương khung giống như một phiến tấm gương vậy sáng, tách ra ra máu quang, mơ hồ đảo huyền, ánh sáng chói mắt huyễn hóa ra ngày xưa một góc. Hống! Hống! Phía chân trời xa xôi vang khắp cổ xưa chiến ca, âm luật đè đổ thương khung, tí ti mưa máu rớt xuống, vô tận phế tích dưới, đắp xương trắng bị hắn bồi bổ, đạo đạo chiến hồn thân hình nhô lên, mười phần kinh người. Thì ra là như vậy, Chu Thiên chiến trường tàn xem sao. Đế Lạc nhẹ nhàng líu díu, cái này luyện ngục vậy cảnh tượng, hắn lại làm sao có thể không biết. Khóa thần buộc, có ý tứ. Giang Mị Âm, ngươi làm ta đế nhà, là vậy cùng dị loại. Đế Lạc nụ cười trên mặt hiện lên, sau lưng lớn đạo kim quang phù diêu trực bức tiêu hán, hắn trầm giọng nói. Chu Thiên Tàn Linh, thì như thế nào? Đế Lạc giơ tay lên lúc đó, thần bí phù văn cổ xưa giống như là ngoài bầu trời vẫn thạch vậy gào thét. Sinh sát quơ múa chỗ, vạn tượng đều là vẫn diệt. Xem ra đế nhà một mực bị đánh giá thấp. Giang Mị Âm nuốt nuốt nước miếng một cái, chân thực khó có thể tưởng tượng, cái này Đế Lạc thi triển thủ đoạn lớn mạnh như vậy. Đế nhà ngọn nguồn có thể truy tố đến chín thần thời đại. Ca, ca, ca. Vô số dũng động kim quang phù văn khắc ấn viết nhập hư không, liền nguyên bản mãnh liệt minh mông sát phạt gió bão đều là ngay tức thì bị chỉ mâu. Ta đế nhà, chính là vậy đối với kháng không không trên chiến trường vạn đời chiến công, đến nay tổ tiên, còn đang chinh chiến, cho dù là anh linh tàn hồn, ta đế thị, cũng không kính. Đế Lạc trong mắt bên trong lóe lên tinh mang, bởi vì tộc ta, do có huyết mạch xây đời chém Chu Thiên. Tổ điện bên trong, Đế Lạc cùng chết đi đế tân đều là lấy được truyền thừa, đế tân bỏ mình sau đó, vậy nguyên bản bị đế thị tổ tiên một phân thành hai nguyên thủy thật rõ ràng, hết sức được Đế Lạc tay. Dù chưa hoàn toàn hiểu luyện hóa, nhưng ở cái này thái thượng thế giới lúc đó, cũng coi là nghịch thiên cơ duyên. Nguyên thần chân giải kim mang đại trán, Đế Lạc giống như là tiên giáng trần vậy thua lập, mấy chỉ lượn lờ lúc đó, phù văn thần bí hiện ra, cắn nuốt vậy vô tận huyết quang. Tái hiện Chu Thiên chiến trường vinh quang, ta thế hệ không thể thoái thác. Đế Lạc đạo âm vang vọng, kim mang sáng chói, vậy ban đầu không ngừng ngưng hình chiến hồn rối rít tan rã. Khóa thần buộc tuy mạnh, nhưng lấy ta thực lực, xa không cách nào phát huy nó lực lượng, hơn nữa, cái này kiện tổ khí, vốn là tàn khí. Giang Mị Âm chấp trưởng đế binh, có thể cảm nhận được nó tâm trạng, cái này trước mắt Đế Lạc tuy là kẻ địch, nhưng vạn cổ trước đế nhà, và Tử Hoàng Thiên Cung đều là hợp tác tồn tại. Giang Mị Âm, cho một mình ngươi cơ hội, thần phục với đế thị, ta có thể bảo huyền diệt điện vạn đời truyền thừa, ngươi như một ngày kia muốn phi thăng không không. Ta cũng có thể mang theo ngươi cùng sông. Ngươi hẳn rõ ràng, Vũ Hoàng Cổ Đế sẽ không đưa ngươi đi không không lúc nào không. Đế Lạc thanh âm lần nữa truyền tới, uy áp bức bách người, không cho cự tuyệt. Nằm mơ. Giang Mị Âm quả quyết cự tuyệt, trong tay khóa thần buộc nắm chặt, liền muốn lần nữa động thân. Đế Lạc giơ tay lên bắn chết, một quả màu vàng kim đại lộ dấu vết ngay tức thì đánh vào nàng ngực, trôi giạt váy trắng nổ tung một đoàn xương máu, sắp đến nghẹt thở. Ho! Giai nhân thân hình giống như con diều đứt dây vậy đập xuống, chỗ ngực tách ra máu bắn tung cơ hồ đem nàng tuyệt đẹp dung nhan đều phải cùng hủy đi, con mắt trái chỗ hoa mai ấn lóe lên nhỏ mang, thì phải tắt. Vô tận bụi bậm hạ, tiêu đen như mực vùng đất hoang tàn tung lên tầng tầng rung động, sóng đen muốn cùng thương khung sánh vai,
Mênh mông chập chờn trung tâm, có một đạo bóng người xuất hiện. Tử điện thần lôi đao, nhân hoàng thánh đao, chính là Diệp Thần. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, trong tay lôi quang hội tụ, hóa ra mấy đạo màu tím tia chớp đao mang, hung hăng hướng Đế Lạc lướt đi. Đồng thời, lại rút ra một phần chiên nhân hoàng thánh đao. Song đao và một, làm xong hết thảy các thứ này, lập tức thúc giục thiết ngai vàng lực lượng, hòa lẫn hồng mông lớn tinh không thần thông, hóa thành một phiến mênh mông vô địch sắt thép sao trời, lạnh lùng ánh sao không ngừng tách thả ra, chiếu sáng nguyên phiến thế giới. Càn rỡ, quần áo đen Đế Trần thấy vậy, hét lớn một tiếng chính là hướng Diệp Thần một trường vỗ tới. Chậm, Đế Lạc vội vàng lớn tiếng ngăn cản, đại lộ kim mang mang theo uy thế tới, muốn cứu Đế Trần, nhưng đã quá muộn, chỉ gặp đến gần Diệp Thần quần áo đen Đế Trần, còn người ngay tức thì thoáng qua một chút kinh hãi, chính là bị một kiếm lột nửa bên thân xác. Hôm nay Diệp Thần, lấy được Thiên Quân Phong Thần Bia ban phúc, là kinh khủng cỡ nào? Suy rồi. Kể cả Đế Lạc Nguyên Thủy thật rõ ràng kim mang, đều bị ảnh hưởng mấy phần. Vô số sấm không ngừng đập xuống, treo ở trên 9 tầng trời lôi biển ở một kích này đổ ánh hạ, đen nhánh không thấy đáy, 10 phần khủng bố. Vậy điều khiển lôi biển mà đến một đao, rất có chưa từng có từ trước đến nay, đập mặc nhất giới đại thế. Hống, hống, hống. Diệp Thần trạng thái cũng không chịu nổi. Trực tiếp mang bị thương Giang Mị Âm lướt vào liền vậy lôi biển bên trong cùng Thái Thần hội hợp. Chém. Luân hồi hiệu lệnh, chém chết hết thảy. Trong phảng phất, mênh mông lôi hải chỗ sâu, một đạo lại một đạo màu đen bóng người đi ra, không được dòm ngó hắn cho, có thậm chí gãy tay gãy chân, nhưng sống lưng nhưng là thương rất, cuồn cuộn tới. Bá bá bá. Lôi biển bay lượn quanh quẩn chỗ, mỗi một trận hồn đều là lấy thân làm nhận. Xếp thành một chuôi màu đậm đao, phong để Đế Lạc. Hừ, giả thần giả quỷ. Tới gần cướp sóng Đế Lạc, nhìn một mắt tạm không nguy hiểm tánh mạng Đế Trần, lần nữa quay đầu lại lúc đó, quanh thân hơi thở bạo tăng, hắn muốn vãn hồi mặt mũi. Rất nhiều sấm sét dọn ra chuyển, Đế Lạc sau lưng kim mang phun trào, hóa thành một quả màu vàng kim đại ấn, đánh đi. Nhưng mà, Đế Lạc không nhìn thấy tưởng tượng kết quả. Đáng ghét. Nếu như có chân chính đế ấn lực lượng gia trì, ta có thể ung dung phá vỡ hết thảy các thứ này. Đế Lạc cắn chặt hàm răng, hai tròng mắt lửa giận cháy. Mấy hơi thở sau đó, hết thảy tản đi. Là ngươi. Đế Lạc kinh hãi, ở hắn trước mắt, không phải người khác, chính là Diệp Thần cùng Thái Thần. Còn có trọng thương Giang Mị Âm hôn mê tê liệt đổ. Đế ấn tổ lực, chấn áp. Thái Thần vùng đan điền. Ánh sáng màu tím bao quanh một quả phong cách cổ xưa con dấu hiện ra hư không, vô tận lôi biển phun trào, Đế Lạc một tay lộ ra. Đó là hắn mơ tưởng cầu mong đế ấn. Vù vù. Nháy mắt tức thì, hai người ấn đường đều là chậm rãi hiện ra một món thần bí đường vân, có quan trạng lóe lên nhỏ mang, Thái Thần là tím, Đế Lạc là xanh. Tổ ấn gông xiềng. Đế Lạc trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kiêng kỵ, chẳng lẽ hắn đã luyện hóa đế ấn. Vậy gông xiềng lực lượng, cho dù là chân chánh thiên đế, đều không cách nào thoát khỏi, bất quá chỉ là trong lồng tước thôi. Đế Lạc quanh thân linh lực mơ hồ bị áp chế, vậy chấn áp vạn đạo kim mang thần phù cũng là uy lực giảm nhanh. Không, ta không nhận mệnh. Hắn gào thét, không ngừng vùng vẫy, nơi mi tâm vậy một món gông xiềng dấu vết, lại là chậm rãi có chóc ra dạn nứt dấu hiệu. Ha ha ha, đế hợi sán. Xem ra ngươi vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay đế ấn. Muốn chân áp ta. Mắt gặp Thái Thần vùng đan điền đế ấn ánh sáng bộc phát yếu ớt, Diệp Thần nhướng mày một cái, lập tức rút ra thần hy thiên kiếm, một kiếm đi về trước biểu chém ra. Một đạo ác liệt kiếm mang, mang thần thánh huy hoàng, mãnh liệt chém chết hướng Đế Lạc. Có Đế Trần bài học thất bại hắn thời gian đầu tiên lắc mình, không dám ngạnh hám, may là như vậy, vội vàng gian một cái cánh tay phải bị tận gốc lột bỏ. Thằng nhóc này, vì sao thực lực tăng lên nhanh như vậy? Hắn bất quá là trăm giả cảnh tầng thứ 9 à? Tiền bối. Diệp Thần một tiếng quát to, Thái Thần vùng đan điền lần nữa tách ra ra nóng rực tử mang, đó là hắn thiêu đốt máu tươi của mình, đang thúc giục động đế ấn, áp chế Đế Lạc. Phịch. Lớn như vậy trên cánh đồng hoang vu, Đế Lạc thân hình thẳng đập về phía mặt đất, đánh ra một cái không thấy đáy hố sâu. À. Một tiếng gầm thét. Đế Lạc bóng người lao ra, nhìn thương khung, không cam lòng gầm lên, nhưng một giây kế tiếp,
không ngờ là cười như điên. Xem ra, truyền thuyết này ở giữa đế ấn, cũng không quá như vậy. Đoạn đi cánh tay phải chỗ máu thịt chậm rãi nảy sinh, kim mang như thác vậy rủ xuống, một cái mới tinh cánh tay lần nữa cần phải sinh, hắn nhẹ nhàng bỏ rơi vung, như ưng vậy ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Diệp Thần mang Thái Thần rời đi phương hướng. Thái Thần tiền bối, ngươi cảm giác thế nào? Bởi vì đế phong hoa vậy linh gió tán, hơn nữa vận dụng đế ấn, hiện tại Thái Thần tình huống có thể không được tốt lắm. Hôm nay vì đánh lui đế lạc, vậy đến nỏ hết đà. Công tử, Chu Uyên khá là lo lắng nhìn hai người. Diệp Thần tình huống, hơn nữa cũng không khá hơn chút nào. Diệp Thần con ngươi híp lại, nhìn về phía Chu Uyên, Chu Uyên, ngươi trước mang Thái Thần rời đi, đi tinh nguyệt giới chữa thương, đế lạc tất nhiên cho là ta mang đi Thái Thần. Vậy đế lạc sẽ không từ bỏ ý đồ, ta tạm thời tới kéo, để cho Thái Thần tiền bối mau sớm luyện hóa đế ấn. Một khi luyện hóa đế ấn, đế lạc hẳn phải chết. Chu Uyên muốn nói điều gì, nhưng thấy Diệp Thần ánh mắt, liền nặng nề gật đầu, rồi sau đó rời đi. Diệp Thần sở dĩ lựa chọn không cùng Thái Thần và Chu Uyên rời đi, là bởi vì là thanh lại đại điển muốn bắt đầu, hắn còn muốn giữ lại nơi này. Sau đó, đế lạc chỉ sợ cũng sẽ biết mình ở thanh lại vực, đến lúc đó tất nhiên đưa mắt thả ở trên người mình. Vậy Thái Thần luyện hóa đế ấn cũng sẽ không bị quấy rầy. Sau đó Diệp Thần nhìn một cái bên người Giang Mỹ Âm, không nghĩ nhiều nữa, thi triển tự do dực, hướng thanh lại vực đi. Dưới mắt, chữa thương và thanh lại đại điển là mấu chốt. Hai tiếng sau đó, thanh lại vực, Hắc Long bang địa giới. Một cái sơn động bên trong, Diệp Thần mở mắt ra, thở ra một hơi dài, hơi có vẻ gương mặt tái nhợt lúc này mới coi là có một ít màu máu. Nhìn về trên mặt đất chỉ có một hơi không tuyệt cô gái, hắn cười khổ một tiếng. Thật đúng là liên tiếp gặp tai nạn. Thôi, nếu như đế lạc đuổi theo, người còn có sức đánh một trận. Bất quá thanh lại đại điển lập tức phải đến, vậy đế lạc cũng không dám ngang ngược. Trong lòng chỉ có thể như vậy an ủi mình, Diệp Thần một cái ôm lấy Giang Mỹ Âm ôm vào lòng, kéo đi nàng vậy đã sớm bể tan tành không chịu nổi váy trắng. Da thịt trắng như tuyết đập vào mi mắt, nếu là ở ngày thường, hắn ngược lại cũng không để ý thưởng thức một chút như vậy nhân gian tuyệt sắc xuân quang. Nhưng lúc này, chân thực không có tâm tình gì. Giang Mỹ Âm nửa người trên, một cái thấu lượng lỗ máu đã khô khốc, hiện lên đen máu thịt cùng bùn tí quấn khuấy chung một chỗ, mười phần lạnh người. Sắc mặt như cho tàn nàng chỉ có một hơi thở yếu ớt hô hấp thượng thích chữ. Diệp Thần ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngồi, hít sâu một hơi, móc ra chút chữa thương đan dược, lại phối hợp bát quái thiên đan thuật, bắt đầu chữa trị Giang Mỹ Âm thương thế trên người. Bát quái ánh sáng rực rỡ phun trào, bắn vào Giang Mỹ Âm trong cơ thể, bồi dưỡng nàng bể tan tành thân thể, giống như là lần nữa tắm biển lửa phượng hoàng vậy, mới máu thịt đang không ngừng nảy sinh. Hô, Diệp Thần thô trọng tiếng thở dốc tiệm khởi, hắn lại móc ra Thái Thượng Công Đức Chiến lấy được hai viên thuốc, một quả để lại cho mình, khác một quả nhét vào Giang Mỹ Âm trong miệng. Minh mông huyết khí lực có tân sinh giống vậy tinh thần phấn chấn, liền cái này hoang vu trong động. Đều là sống ra một phiến thúy sắc chùm cỏ, bên trong động vách đá tới giữa, đều là kết ra mấy đóa đóa hoa tươi đẹp, kiểu diễm ướt át. Hoàn toàn mất đi ý thức Giang Mỹ Âm cũng ở đây Diệp Thần nghịch thiên kia thủ đoạn tưới hạ, phát ra từng đạo thanh âm. Ừ, nàng không ngừng giãy giụa mình thân thể, như có vạn con kiến vọt thân mà qua, đủ ngứa vô cùng, nhưng là có loại không nói ra được cảm giác sung sướng. Chống nổi đi, là tốt. Hai tiếng sau đó. Giang Mỹ Âm mở mắt ra, khi thấy bên cạnh Diệp Thần, tự nhiên sẽ hiểu phát sinh hết thảy. Mình thương thế nghiêm trọng như vậy, lại bị thằng nhóc này chữa hết. Xem ra ngoại giới đối luân hồi chi chủ truyền thuyết, đều là thật. Sợ rằng mình không phải chân chánh bất tử bất diệt, mà luân hồi chi chủ mới được. Giang Mỹ Âm đứng lên, mỉm cười cười một tiếng, thân hình chớp mắt cướp tới Diệp Thần sau lưng, mảnh khảnh ngọc trưởng nhẹ nhàng khoác lên Diệp Thần đầu vai, tuyệt đẹp bên nhan kinh hồng. Hướng về phía Diệp Thần dì tai nói. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Diệp Thần con ngươi híp lại, nếu tạm thời không có chuyện làm, chúng ta lúc này từ biệt đi. Ta ở nơi này còn có việc. Hắn ánh mắt không có nhìn về bên thân tuyệt sắc người đẹp, mà là nhìn ra xa viễn không, cũng không biết Chu Uyên và Thái Thần tiền bối hiện tại thế nào. Hẳn đến tinh nguyệt giới. Tinh nguyệt giới có Gia Gia và Nhâm Phi Phàm, hẳn rất an toàn. Bất quá Nhâm Phi Phàm đang bế quan vì thiên nữ quyết chiến.
hắn còn thật lo lắng à. Bất kể là Nhâm Phi Phàm thắng, vẫn là thiên nữ thắng, hắn cũng không hy vọng. Tiểu đệ đệ, ngươi lại có thể dẫn ta tới Thanh Lại Vực, nhưng ngươi cứ như vậy cầm tỷ tỷ bỏ lại bỏ mặc. Giang Mị Âm hai cánh tay vòng ngực, một bộ giả vờ tức giận hình dáng, nàng mắt hàm xuân ý, trên khuôn mặt nhưng là cứng rắn biết không ở lau một cái cười đều. Mắt gặp Diệp Thần không đáp lời sẽ phải rời khỏi, nàng sâu xa nói. Thương thế trên người của ngươi còn không coi là hoàn toàn hết bệnh, chỉ sợ cũng không có thể bùng nổ quá nhiều chiến lực, nếu như gặp lại cường giả, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Mị Âm nói không giả, Diệp Thần luân hồi thần thân thể cố nhiên bá đạo, nhưng cũng không thể có thể thời gian ngắn khôi phục. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta kết là đạo lữ, ta có thể cân nhắc bảo vệ ngươi. Giang Mị Âm thấy Diệp Thần dừng chân, cười hì hì nói, dẫu sao ngươi xả thân cứu ta, ta đây cũng tính là tri ân báo đáp chứ. Ừ, tiểu đệ đệ, suy nghĩ thật kỹ một tí. Nàng đi dạo sân vắng chăn trở ở giữa rừng, tựa hồ tâm tình vô cùng là không tệ, liền cái này phiến Hắc Long Bang địa giới quy tắc đều bị ảnh hưởng, sáng rỡ hiện ra hết. Trong giơ tay nhấc chân, muôn vàn cành hao tổn sao, để cho vậy ngày xuân nắng ấm vẩy chiếu vào nàng thuần trắng như tuyết vạt áo trên. Tuy cực kỳ dày đặc, nhưng là khó nén vậy lồi lõm thích thú, điên đảo chúng sanh uyển chuyển dáng người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 425.